Hiền. Hà Đan rất hy vọng rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì quý vị sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên bấm nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những tin tức mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, Nhật Kim Anh tuy tôn trọng phía nhà nội nhưng nhất quyết phải đòi được quyền làm mẹ. Trước đây tôi không công khai chuyện ly hôn vì muốn con có cả cha cả mẹ. Nhưng chuyện cũng đã xảy ra hơn 2 năm rồi, tôi vẫn giữ tinh thần để làm những điều tốt nhất cho con mình, Nhật Kim Anh chia sẻ. Nhật Kim Anh đang thu hút nhiều sự quan tâm với vai diễn Thị Bình. Cô hầu gái của cuộc đời đau thương, chuyện tình lãng mạn với cậu ba Khải Duy Cao Minh Đạt trong bộ phim truyền hình ăn khách Tiếng Sét Trong Mưa. Ở cuộc trò chuyện mới nhất, ngoài tiết lộ cảm xúc, khi vai Thị Bình gây sốt và được khán giả yêu thích, Nhật Kim Anh cũng thẳng thắn tâm sự về cuộc sống, công việc hiện tại. Sau những biến cố không mong muốn của cuộc đời, Nhật Kim Anh mạnh mẽ trở lại với công việc. Nghĩ đến chuyện mất con đã thấy rất đau khổ, cảm xúc của chị như thế nào khi vai Thị Bình trong Tiếng Sét Trong Mưa được rất nhiều khán giả chú ý. Tôi thực sự không biết nói điều gì ngoài rất hạnh phúc mãn nguyện khi khán giả yêu thích bộ phim Tiếng Sét Trong Mưa, nói chung vào vai Thị Bình nói riêng. Trong suốt quá trình làm phim, cả tôi và ekip đã bỏ ra nhiều công sức và cố gắng hết mình trong suốt cả một năm trời với mong muốn mang tới cho công chúng một bộ phim gay cấn cuốn hút nhất. Đặc biệt trong tập 20, cảnh Thị Bình bị hãm hại giành mất con ruột đã lấy rất nhiều nước mắt của khán giả. Chị có thể chia sẻ kỷ niệm khi đóng phân đoạn này. Nếu ai quan tâm đến phim thì sẽ không chỉ có phân đoạn nhân vật Thị Bình bị cướp mất con lấy nước mắt của người xem mà còn rất nhiều cảnh xúc động khác. Tham gia bộ phim này tôi đã khóc rất nhiều, ngày nào lên đoàn mắt cũng sưng húp. Ở ngoài đời tôi cũng là một bà mẹ, nên chỉ nghĩ đến chuyện mất con thôi cũng đã thấy rất đau khổ và nhiều cảm xúc. Chị mất bao nhiêu lần để có thể quay được phân đoạn xúc động như vậy? Tôi chỉ diễn một lần duy nhất và hầu như trong phim. Nhưng cảnh nào có một mình tôi không phải đóng với đóng lui nhiều lần. Chỉ khi nào có những cảnh đông người như bị đánh, đoàn phim mới cần tất cả các diễn viên thể hiện vai cho thật đồng nhất thôi. Một số khán giả đòi bỏ xem Tiếng Sét Trong Mưa vì không muốn thấy cảnh Thị Bình và cậu ba phải chia ly. Phản ứng của chị như thế nào về ý kiến này? Tôi biết khán giả rất thương cho số phận của Thị Bình, nhưng đã làm phim thì phải có sự vui vẻ, hạnh phúc, ly tán, đau khổ. Tôi mong dù có yêu thương đến mức nào thì mọi người sẽ xem đến tập cuối cùng để biết thêm những diễn biến bất ngờ của câu chuyện. Nhìn lại hành trình tham gia Tiếng Sét Trong Mưa, chị thấy khó khăn lớn nhất mà mình phải vượt qua là gì? Diễn xuất không khó nhưng làm sao để truyền tải được cho người xem tâm trạng, cảm xúc của nhân vật thì mới là điều quan trọng. Vai Thị Bình phải trải qua đến 3 giai đoạn khác nhau, từ 18-20 đến khi trở thành người phụ nữ trung niên với nhiều trắc trở biến cố, nên không đơn giản chút nào. Còn đối với tôi, nếu chỉ là một vai bình thường, vai ác hẳn hay thân thiện hiền lành hẳn thì rất đơn giản. Nhất quyết đòi quyền làm mẹ. Sự việc bị kẻ gian vào nhà lấy trộm tài sản lên đến 5 tỷ đồng còn khiến chị buồn bã, suy nghĩ nhiều không? Tôi không còn suy nghĩ nhiều, tôi hướng mình vào Phật Pháp và cho rằng của đi thay người. Chắc có lẽ do số tôi phải như thế nên đành chấp nhận. Cơ quan chức năng có thông báo gì thêm cho chị sau quá trình điều tra, họ vẫn im lặng và không có thông tin gì mới. Sau những tranh cãi trên mạng xã hội, gần đây chị công khai hình ảnh cùng chồng tổ chức sinh nhật cho con. Vậy xích mích của cả hai đã được giải quyết chưa? Trước đây tôi không công khai chuyện ly hôn vì muốn con có cả cha cả mẹ. Nhưng chuyện cũng đã xảy ra hơn 2 năm rồi. Tôi vẫn giữ tinh thần để làm những điều tốt nhất cho con. Có thông tin chồng cũ vui thì cho chị gặp con, không vui thì ngăn cấm. Thậm chí gia đình phía nội còn lo sợ chị chiếm lĩnh bắt cóc con. Chị nói gì về thông tin này? Về phía tôi thì chẳng có vấn đề gì hết. Từ trước đến nay tôi cũng tôn trọng phía nhà nội của con và không có hành động gì quá đáng. Nhưng tôi không hiểu sao lúc vui thì anh ấy cho gặp, còn lúc buồn thì lại cấm cản. Hay tôi chỉ được gặp con nhưng không được đưa đi đâu cả. Tôi biết bố mẹ chồng chỉ ích kỷ, không muốn chia sẻ cháu mình cho ai hết, nhưng họ quên rằng tôi vẫn có quyền và sẽ nhất quyết phải đòi được quyền làm mẹ của mình. Sắp tới chị có dự định gì cho công việc? Tôi đang chuẩn bị quay một music clip ca nhạc đóng chung với diễn viên Hiếu Nguyễn. Đây sẽ là sản phẩm để khán giả thấy tôi không chỉ đóng khung ở một dòng nhạc dân ca hay thị trường. Bên cạnh đó, sắp tới tôi cũng sẽ sang Hàn Quốc gặp gỡ đối tác chuyên gia uy tín đến từ Hàn Pháp để phát triển thêm thương hiệu mỹ phẩm riêng của mình.